Mến chào anh chị và các bạn, chào mừng cả nhà đã đến với kênh của mình. Đây là món bánh bò chuối, còn gọi là bánh chuối xốp ha. Món bánh này khi mình làm xong thì nó có cái độ xốp và mình ăn với nước cốt dừa thì rất là thơm ngon. Cách làm thì rất là đơn giản luôn, nhưng mình ít có thấy ai chia sẻ. Hôm nay thì sẵn hai chị mình làm cho gia đình dùng á, nên mình chia sẻ đến anh chị và các bạn nha. Nếu anh chị và các bạn thích món bánh bò chuối này và muốn biết cách làm đơn giản như thế nào thì mời cùng xem clip với mình nha. Cũng như mời các bạn cùng nhấn nút đăng ký kênh để tiện theo dõi những clip tiếp theo của mình ha. Bữa nay mình làm bánh chuối với nguyên liệu gì vậy chị hai? Này bữa nay mình làm bột gạo không đó. Này nửa ký bột gạo ha. Với cái này mình pha thêm là 2 muỗng cà phê bột kem soda gì nè. Là kêu bằng tiêu mặn nha. Là bằng tiêu mặn á, nó bằng cho nó dậy á. Với nửa muỗng cà phê muối. Rồi với cái này là 150 g đường cát. Với 10 trái chuối. Rồi với 620 g nước. Nước lọc bình thường nha. Vì hôm nay thì chị hai mình làm cái bánh chuối xốp nha cả nhà. Cái món bánh chuối này thì rất là ngon mà mình thấy ít người chia sẻ. Thì hôm nay làm thì mình với chị hai chia sẻ đến anh chị và các bạn cùng xem cái món bánh chuối hôm nay nha. Bây giờ mời cả nhà cùng xem cách làm với hai chị em mình nha. Bây giờ mình đi pha bột ha. Cái bánh chuối xốp hôm nay đặc biệt là có cái bột tiêu mặn. Thì ở đây mình kêu bằng tiêu mặn cho nó dễ ha. Thì cái đó là cho vô thì bánh chuối mình nó sẽ xốp, sẽ dậy lên. Thì hôm nay chị em mình làm lại cái món bánh này thì nó có rất là lâu rồi. Là bánh xưa đó cả nhà. Thì làm chia sẻ lại với anh chị em mình ha. Cái này bánh này ăn với nước cốt ngon lắm anh em ơi. Cái này mình dùng bột gạo lọc ha. Muối, cái này là muối nha cả nhà. Muối. 1 muỗng cà phê muối với 2 muỗng tiêu mặn nè. Mình cho tiêu mặn vào thì cái bánh chuối này nó sẽ được nở xốp lên. Thì tí xíu nó thành phẩm như thế nào thì mời anh chị và các bạn cùng xem clip với mình ha. Cho nước vào luôn. Cái này mình pha bột gì nè đây. Bột cũ mà nó rút nước thì nhiều á thì mình pha thêm miếng nữa vậy đó. Còn tiêu bột cũ và bột mới thì mình có thể điều chỉnh hơn hoặc ít hụt trước hả? Nhưng mà mình pha bằng cái bột mà chiên chuối chiên là được á. Này có cái độ hơi sánh sánh vậy ha. Rồi mình đập chuối vô đó là được. Thì cái lượng nước nó nhiều hơn lượng bột ha. Rồi bây giờ tiếp tục cho đường vào ha. Cho hết 150 g đường này vào luôn. Cái này mình làm bánh chuối này làm hơi ngọt ngọt ăn nè. Anh chị em nào có ăn hơi có vị hơi lạc hơn thì mình bớt đường lại ha. Rồi bột mình quậy rồi nè, đây thì giờ mình đập chuối mình để vô ha. Chuối này mình đậm cho nó nhừ ra gì ha. Với cái món bánh chuối này thì mình phải đập gì nó mới phồng mới dậy nha cả nhà. Chứ mình sắt thì nó không có được, mình sợ chuối nào có hòa quyện dưới bột thì vậy nó không ngon ha. Cái này mình quậy đều làm đi hết luôn à, không khỏi để bột nghỉ nữa không ta. Nó giống bánh bò ha. Nó có tim nè. Nó có nổi bong bóng lên, mình thấy nó hơi xốp xốp rồi đó. Bữa nay chị hát bằng sửng ha. Bữa nay hát bằng cái sửng này nè đây. Rồi mình để vô cho khuôn nó nóng rồi cho hai chế bột vô ha. Khuôn bây giờ nóng rồi thì mình cho bột vào hấp thôi ha. Bánh chuối bữa nay mình làm cũng bánh chuối truyền thống nè đây. Của bà nội truyền nghề lại đó. Cái món bánh chuối này là có mấy chục năm rồi đấy cả nhà. Từ hồi thời bà nội tới giờ là khoảng truyền lại là khoảng 60 năm rồi ha. Để mấy cái lá dứa để bên này cho nó khô ha. Nhưng mà mình ít có thấy ai chia sẻ cái món bánh chuối này. Bữa nay mình chia sẻ đến anh chị và các bạn nha. Rồi bây giờ thì đậy nắp lại hấp. Cái món bánh chuối này nó cũng rất là dễ làm. Thử cho nó chín cho nè.
Nó dậy dần như bánh bò nè anh ơi. Vậy cao lên rồi nè. Nãy giờ mấy chừng 5 phút gì ha. Này mình hấp thêm cỡ 2 phút nữa, 3 phút nữa. Cho nó chín thì chín cái bánh đi. Chín rồi nè. Chín cái nó chuyển màu ha. Chuyển màu giờ nó dậy lên nè. Nó chuyển màu đây. Mình hấp nó sững lớn rồi nó nóng á, nó màu chín. Nãy giờ thì cái mâm bánh đầu tiên nó đã chín rồi cả nhà. Thì cái bánh này mình có thể hấp với nhiều cách. Mình có thể gói lá chuối lại như nè nha. À, mình có thể gói cái miếng lá chuối lại như nè, rồi mình đổ vô. Đổ bột vô ha. Xếp lại. Rồi mình để xuống. Đơn giản. Mình gói gì đi, rồi cái nào là mình đổ bột cái đó liền. Nhưng mà mình phải phơi cái lá này héo héo mới được nha cả nhà. Lần mình bẻ cốp hai đầu nó không có bị bể lá. Giờ mình cũng thử gói một cái nha cả nhà. Bẻ hai đầu lại. Rồi mình cốp xuống gì khỏi cần bấm gì hết ha. Cái này đổ bánh vô. Đổ bột vô. Đầu này cũng bẻ lại nhiều luôn. Rồi cái mình cốp xuống vậy. Rồi đẹp quá. Rồi. Cũng đơn giản cũng dễ làm lắm cả nhà. Cái này hơi nhỏ nó bị lem hả nè. Mình không có đổ mâm thì mình có thể làm kiểu này nè. Mình để vậy rồi cái bánh chín á, cái nào cái mình lột ăn cái đó luôn nó cũng tiện ha. Ừ. Ồ quá trời, nó dậy quá trời đẹp luôn rồi. Trời ơi, giờ nó nở bông lên kìa nè. Cái ham mới luôn đó cả nhà. Nó có bánh bò không nè? Nó bông lên nó nứt ra giống như bánh bò vậy. Ồ, dậy lên nó ra nè. Nó dậy nó nứt ra giống như bánh bò vậy ha. Ừ. Chuối này kêu bằng bánh chuối xốp. Có người còn gọi là bánh bò chuối nữa đó cả nhà. Mình cho lên trên gì nè, cái hồi nó ăn thì gỡ cái lá ra cho nước cốt mình ha. Cái này mình gói bằng lá chuối thì nó tiện lắm nè, mình ăn bữa nay còn mình để qua đêm nó cũng không có bị hư lắm nè, mình ăn cái đông lột cái đó vậy đó. Cho lá dứa vào mà hấp cái bánh nó thơm nóng. Nóng. Ồ, nó dậy dung lên như cái bánh bò vậy nè, cái ham hết nè. Thơm em nè. Thơm, tại thơm. Có lá dứa đây nè. Bây giờ bánh đã làm xong rồi nè cả nhà. Hai chị em mình đã làm xong cái món bánh chuối hôm nay ha. Xin mời anh chị và các bạn cùng dùng bánh với hai chị em mình nha. Mời anh chị em mình ăn bánh chuối hấp với hai chị em mình nha. Thơm quá anh ơi. Thơm. Có lá chuối với thêm lá dứa đó. Thơm quá trời luôn nha chị hai. Cái này thơm nó cũng vậy nữa ha. Cái này nó còn nóng, nó chưa nguội, nó còn dính đá chứ. Còn đây là cái mâm bánh đầu tiên đã hấp nãy nè cả nhà. Mình chan thêm nước cốt dừa ăn cái đó luôn tiện ha. Wow, bánh ngon lắm luôn cả nhà ơi, nó nở xốp. Xin mời anh chị em mình nha. Hòa quyện với nước cốt. Rất ngon, rất béo. Mời anh chị em mình ăn bánh chuối nha. Quá ngon nè. Quá trời ngon luôn. Xốp mà nó tan trong miệng vậy ha. Nó không có bị cứng. Nó có cái xốp xốp giống như là bánh bò của mình vậy ha. Cái bánh này là mau phải không nè. Này chỉ mình quậy bột với mà tiêu mặn với đường với muối. Bắt đầu đập chuối để vô là hấp á. Em để ý thấy cái bánh này nè, mình ăn mình chan nước cốt nhiều nó ngon chị ha. Chan cho nó ngập nước cốt luôn gì nè cả nhà. Nó ngập nước cốt nó luôn gì nè, mình béo. Ăn nước cốt nhiều vậy nó mới ngon. Và cái bánh nở nè, như cái bánh bò vậy. Quá ngon luôn. Nãy giờ thì hai chị em mình ăn một người cũng cỡ 2-3 cái bánh này nè cả nhà. Em ăn 2 cái, chị ăn mấy cái? 3 cái. Bánh gì bánh nó rất là ngon nha cả nhà.
chắc chưa đói bụng nữa rồi bánh ngon quá. Tại vì mình làm bánh này làm xong thì buổi trưa đó nên ăn rất là ngon luôn ha. Vậy thì hai chị em mình đã chia sẻ đến anh chị và các bạn cách làm món bánh chuối xốp theo cách truyền thống. Món này có rất là lâu nha cả nhà. Nếu anh chị và các bạn thích món bánh này thì hãy thử và bếp làm cho gia đình mình dùng nha. Và đừng quên nhắn cho mình một like, một đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra clip nha cả nhà. Hai chị em mình xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn vào những clip tiếp theo nữa nha. Chào.